Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài cái phone UnitedViet 0, UnitedViet 5 trên máy tính. Bộ phone Uni này tích hợp cho giáo viên, phụ huynh và các bạn tạo ra những bộ chữ cái, những cái câu chữ để rèn luyện khả năng tập viết cho các bé. Trong video lần này thì mình hướng dẫn các bạn cài cái phone UnitedViet 0 và UnitedViet 5 trên máy tính, để giúp các bậc phụ huynh của chúng ta sẽ có một bộ phone luyện chữ cho các em. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ tải cái phone Uni trên cái đường dẫn mà mình đã cung cấp ở trên YouTube. Sau đó thì các bác tải về, sau khi các bác tải nén ra. Ở đây có phone như UnitedViet này, 0 này, 5 ni này, và các cái phone một hàng, bốn hàng này, một ô, hai ô, rất là nhiều ở trong đây. Thì cái kết quả của nó sẽ ở trong cái demo mẫu này. Các bác thấy đây là một cái trang này, chữ cái B này, hướng dẫn cách viết này. Đấy, rồi là các cái chữ mẫu ở đây. Đây, đây là hướng viết của chữ B này. Bên cạnh đó thì mình đã add các cái nét HD vào đây rồi. Chữ G, G các bạn viết này. Đây là chữ mẫu cho em viết này. Đến đây thì các bác cần phải install cái mẫu chữ này. Các bác sẽ cần chọn này và chọn và kích vào install. Và các bạn phải khởi động lại cái trình duyệt Word nhé. Sau đó mình sẽ tạo một cái file Word tập viết. Để gõ được tiếng Việt thì các bạn nên Google, các bạn tải Unikey. Ở đây thì mình khuyên các bác là nên tải cái bản mới nhất nhé. Dynamic, ở đây mình sử dụng Windows 64 bit thì mình download cái bản này. Bác nào sử dụng Windows 7 thì sử dụng cái bản này nhé. Về gõ nó không bị lỗi. Dynamic này, bật kiểm tra chính tả này. Rồi kiểu gõ là Telex. Đây là phông HP. HP 2 ô 2 ly này. 5 hàng, 5 hàng ô ly này. Mình sẽ gọi là viết. Mình để cái phông này to to một chút các bạn nha. 25 viết mình đã chữ thường xem nào, ví dụ là hướng sẽ test cho các bác là các cái kiểu chữ này. HP bốn hàng một ly, bốn hàng đây. Thì các cái chữ này mình sẽ để to một tí để các bác dễ nhìn nhé. Một hai ba bốn này, một hai ba bốn năm. Phần dưới này mình sẽ chọn là
HP 4 hàng 1 ly này, HP 4 hàng 2 ô ly. Đây. Có một số anh chị hỏi mình thì sử dụng cái bảng mã nào để viết cái phông chữ này, thì mình sẽ trả lời đây là phông chữ Unicode dựng sẵn nha các bạn, và kiểu gõ đây là kiểu italic và hướng dẫn làm chữ M đi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như này. Bạn cần phải cài đặt hai cái phông nhé, một là cái phông HP 001 5 hàng này, và cái phông Unit tập viết 0 ni và 5 ni. Đấy, thì tất cả các cái phông này mình đã tải lên và mình chia sẻ link trên cái bài viết của mình rồi, các bạn tải về và cài đặt. Tiếp theo là bạn vào trong cái Word này, các bạn chọn cái HP 5 hàng, về 5 hàng này nhé. Sau các bạn vào trong mục Insert này, chọn Symbol này, More Symbol này, thì các bạn chọn cái Latin Extend Extended B này. Đấy, các bạn chọn cái nào cũng được. Đấy, mình muốn cho nó to lên một chút, nó giống như 17 đi. Bạn insert more symbol là tình extended B này. Đặt con chó lên, Ctrl các bạn cần chọn A này, paragraph này, chọn này là chọn single line này, không này, các bạn chuyển hết về không này. Ok này, chọn C, chọn V. Đấy, nó niền như này nhé. Tiếp theo là các bạn vào trong Insert này, chọn cái Text Box này, chữ ở đây. Ok, nên cái textbox này nó hiện như này, nó che mất cái phần only. Thì chúng ta kích vào cái textbox này, chọn cái tab format này, trong cái shape field chúng ta sẽ chọn no field. Đấy, chúng ta sẽ gọi chữ cat, chữ này cho khoảng tầm 25. Và phông chữ ở đây bạn nên uni tập viết không này. Đó, cái textbook này các bạn cho no border,
Sorry các bạn, và chọn tích bốc này, format này, trong cái shape outline tức là cái đường đường viền này, bạn chọn low outline. Đấy. Xem nào. Đây. Bạn đặt ở trò đây, cách nhà ra này. Nên cái tích bước của bạn nó chỉ cao tầm này thôi. Bạn di chuyển. Đèn khoảng này đi, mình sẽ gõ lại nhé. Rồi tạo ô ly viết chữ này, tạo chữ M này cho các bé tập tô, các bạn thấy không? C này, V này, kéo dưới này. Chữ hoa đây. Điểm. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn còn câu hỏi khác thì có thể comment phía dưới video thì mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Chúc các bạn thành công.